sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn, ta thề chết cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hai bàn chân, đây lý lẽ trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoài sân. Ủy ban vận động chính trị về nhân quyền cho Việt Nam, Human Rights for Vietnam Park, là để tiếp nối cho sự thành công của tỉnh nguyện thư. Hãy cùng nhau trực tiếp vận động chính giới Hoa Kỳ thực thi nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại về nhân quyền cho Việt Nam. Xin hãy ủng hộ cho Human Rights for Vietnam Park. Việt Khang đã phải vào tù khi anh cất cao tiếng gọi, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Và bây giờ, chúng ta tiếp lời Việt Khang, tiếp nối bước chân những người đã đổi lấy tự do cá nhân của chính mình để tranh đấu cho tự do chung của dân tộc. Hãy làm ngọn gió đổi thay. Thân trong gia đình hãy bắt đầu bằng hành động nhỏ nhất, ký tên vào lá thư vận động đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại địa chỉ trên màn ảnh hay vào trang mạng của sptn.tv. Vâng, Thượng Thắng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN. Ngày hôm nay Thượng Thắng sẽ được trở lại với quý khán giả trong chương trình Nhân quyền của đài truyền hình SPTN. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, Thượng Thắng xin mời quý khán giả theo dõi buổi nói chuyện của anh Huỳnh Trọng Hiếu, là một blogger từ Việt Nam. Anh là một điều phối viên của Ủy ban sắc tộc tại Việt Nam, và anh cũng là em của blogger Huỳnh Thục Vi và nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. Năm 2012, trong lúc ra phi trường để đại diện cho cha của mình là ông Huỳnh Ngọc Tuấn và chị Huỳnh Thục Vi để đến Hoa Kỳ nhận giải thưởng về nhân quyền, thì đã bị Công an Cộng sản Việt Nam tại Tân Sơn Nhất chặn lại và tịch thu passport, tức là cái sổ thông hành của anh. Hiện tại anh đang sống tại Sài Gòn và đang gặp rất nhiều khó khăn vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tìm cách áp lực buộc anh rời khỏi Sài Gòn. Hiện tại Thượng Thắng đang có anh Huỳnh Trọng Hiếu từ Việt Nam qua hệ thống Skype đến với chương trình Nhân quyền của SPTN. Xin mời anh Huỳnh Trọng Hiếu có vài lời với khán giả của SPTN ạ. Dạ vâng, Huỳnh Trọng Hiếu xin kính chào chú Tường Thắng và xin kính chào quý khán giả đài SPTN. Hiếu ơi, Hiếu có thể cho quý khán giả của SPTN được biết là năm 2012 chuyện gì đã xảy ra cho Hiếu khi Hiếu rời Sài Gòn để ra phi trường để lên đường đến Hoa Kỳ nhận giải nhân quyền cho cha của mình và chị Huỳnh Thục Vi. Dạ vâng, vào khoảng tháng 12 năm 2012 đó, thì Huỳnh Trọng Hiếu thay mặt cho ba là Huỳnh Ngọc Tuấn và chị Thục Vi để mà nhận giải Helmut Hammett. Thì khi mà đến sân bay Tân Sơn Nhất thì Huỳnh Trọng Hiếu bị cơ quan an ninh tỉnh Quảng Nam họ phối hợp với lại công an sân bay Tân Sơn Nhất để mà chặn cấm xuất cảnh vô thời hạn đối với Huỳnh Trọng Hiếu. Cho đến nay thì passport của Huỳnh Trọng Hiếu đã bị tịch thu và không thể lấy lại được. Mặc dù là Huỳnh Trọng Hiếu có rất nhiều công việc phải cần đến việc đi lại, nhưng mà cho đến bây giờ thì vì không có passport cho nên nó đã hạn chế tất cả mọi cái sự tự do đi lại của Huỳnh Trọng Hiếu. Hiếu có biết lý do lúc bây giờ khi họ bắt mình đó thì họ có đưa ra lý do tại sao họ tịch thu passport hay không? Dạ vâng, thì trước đó Huỳnh Trọng Hiếu là một blogger cùng với ba mình và chị Thục Vi đã đăng tải nhiều bài viết kêu gọi dân chủ đa nguyên đa đảng trên các phương tiện truyền thông. Thì Huỳnh Trọng Hiếu bị phạt 85 triệu, bị chính quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phạt 85 triệu vì cái việc viết lách đó. Thì khi mà họ bắt Huỳnh Trọng Hiếu lại ở sân bay thì họ viện lý do là do
Hiếu không nạp phạt 85 triệu, cho nên họ đã tịch thu vĩnh viễn cái passport của Hiếu. Dạ vâng. Thế thì từ thời gian đó cho đến ngày hôm nay thì hoạt động của Hiếu có còn hoạt động, còn viết bài trên các trang mạng kêu gọi tự do dân chủ và nhân quyền hay không? Được biết Hiếu hiện tại đang là điều phối viên của Ủy ban Sắc tộc. Hiếu có thể cho quý khán giả của SPTN được biết về cái việc này không, Hiếu? Dạ vâng. Từ đó cho đến nay thì Hiếu vẫn thường xuyên hoạt động. Ngoài việc viết các bài chính luận để mà phân tích cho nhiều người Việt Nam thấy được cái thực trạng xã hội, thì Huỳnh Trọng Hiếu hay viết những cái bản tin về các vụ vi phạm nhân quyền để mà đăng tải, để mà nhiều cái cơ quan nhân quyền và các cơ quan truyền thông người ta biết về các cái trường hợp vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Cách đây không lâu, khoảng 6 tháng thì Huỳnh Trọng Hiếu là người sáng lập viên và là điều phối viên của nhóm Ram Defender, là một tổ chức bảo vệ tôn giáo và sắc tộc. Trong suốt thời gian mà Huỳnh Trọng Hiếu lập nên cái nhóm đó để mà bảo vệ những cái trường hợp vi phạm nhân quyền đối với các tôn giáo và các cái sắc dân thiểu số, thì Huỳnh Trọng Hiếu liên tiếp gặp những sự sách nhiễu, những sự đàn áp từ phía chính quyền Việt Nam. Trong trường hợp này, khi mà Huỳnh Trọng Hiếu thành lập cái tổ chức bảo vệ tôn giáo và sắc tộc đây nghĩa là gồm những sắc tộc khác ngoài người Kinh của mình ra tại Việt Nam, đúng không? Mà lý do gì tại sao Huỳnh Trọng Hiếu lại muốn thực hiện cái điều đó? Dạ vâng, thì nhóm Ram Defender có hai cái lĩnh vực chính trong cái hoạt động của mình. Thứ nhất là vấn đề tôn giáo, thứ hai là về vấn đề sắc tộc. Vấn đề tôn giáo và vấn đề sắc tộc nó có một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau, và nó là một cái khối không thể tách rời. Thường thì ở Việt Nam, cái vấn đề vi phạm tự do tôn giáo thì ai cũng biết. Chúng ta thấy rằng là tất cả các cái tôn giáo trước đây hoạt động trước năm 75 thì được hoạt động tự do, nhưng mà sau năm 1975 thì họ bị đẩy vào cái thế gọi là các cái nhóm tôn giáo thiểu số, bởi vì sự đàn áp của chính quyền rất là khốc liệt đã đẩy họ vô từ một cái nhóm tôn giáo hoạt động chính danh trở thành một cái nhóm tôn giáo hoạt động thiểu số, và họ liên tục bị vi phạm quyền tự do tôn giáo. Cho nên nhóm Ram Defender được lập ra là để viết các báo cáo về các cái vụ vi phạm như vậy, để trình lên các báo cáo viên của Liên Hợp Quốc. Những báo cáo viên đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo, họ sẽ gây áp lực với chính quyền Việt Nam để mà thực thi các cái vấn đề tự do tôn giáo. Đó là vấn đề tôn giáo. Và vấn đề sắc tộc thì chúng ta thấy là người sắc tộc thiểu số tại Việt Nam họ bị chính quyền đàn áp rất là nhiều, trong đó có các vấn đề về vấn đề tôn giáo. Vấn đề tôn giáo đối với người Kinh đã là một vấn đề nhức nhối, và vấn đề tôn giáo đối với những người sắc tộc lại là một vấn đề nan giải gấp bội. Chúng ta thấy là các người sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên hay ở Tây Bắc, hầu hết những cái sắc dân này họ theo một tôn giáo trở nên rất là khó khăn, và nhóm Ram Defender được lập ra là để bảo trợ cho họ, để mà họ thực hiện các cái quyền tôn giáo của mình và giúp họ phát triển cái đời sống. Thế thì trong quá khứ, khi mà từ lúc mà thành lập tới giờ đó, Hiếu có bao giờ, Huỳnh Trọng Hiếu có bao giờ liên lạc với các nhóm người sắc tộc, chẳng hạn người Hà Mon hoặc là người Mờ, người Máng ở khu Tây Nguyên hoặc là Cao Nguyên về vấn đề tôn giáo hay không? Dạ vâng. Khi mà lập ra thì nhóm đã thực hiện rất nhiều bản báo cáo về các vấn đề tự do tôn giáo, và cũng đã có can thiệp vô rất cái nhiều hồ sơ về của những người sắc tộc bị vi phạm vấn đề tự do tôn giáo. Nhưng mà những cái hồ sơ đó, những cái hồ sơ liên quan thì được công bố trên cái website chính thức của nhóm bảo vệ tôn giáo và sắc tộc. Còn lại thì các cái bản báo cáo sẽ không được chính thức công bố ra trước công luận. Dạ vâng. Được biết là trong thời gian vừa qua, hiện tại đó thì thời gian gần đây đó mà Hiếu gặp rất nhiều khó khăn đối với công an. Trong những ngày vừa qua, công an đã tìm cách tạo áp lực để mà đưa Hiếu ra khỏi Sài Gòn. Hiện tại Hiếu đang cư ngụ tại một khu vực của dòng chú Cứu Thế. Thì cái áp lực nó như thế nào, Hiếu có thể cho quý khán giả của SPTN được biết về tình trạng nào, thưa Hiếu? Dạ vâng. Thường thì khi Huỳnh Trọng Hiếu hay là bất kỳ thành viên nào trong gia đình của Hiếu á, mà ở trọ tại một cái điểm nào đó, thì khi mà cơ quan an ninh mật vụ mà biết được, phát hiện được, thì ngay lập tức họ sẽ áp lực với chủ phòng trọ
chúng tôi đi ngay lập tức. Trong vòng 1-2 ngày chúng tôi phải dọn ra khỏi chỗ đó, bởi vì cái áp lực của chính quyền rất là mạnh, khiến cho những người chủ nhà cảm thấy rất lo sợ và họ sẽ đuổi chúng tôi đi ngay. Nhưng mà đây là cái tài sản của nhà dòng thuộc dòng chủ cứu thế, và các cha đã cho phép chúng tôi được ở đây và sinh sống ở đây. Chúng tôi đã ở đây được 1 năm rồi và không có một cái áp lực nào từ phía công ngoại, từ phía công an làm cho chúng tôi có thể bị đuổi ra khỏi chỗ này được hết. Chính vì vậy mà họ tìm mọi cách để mà quấy phá, trong đó có việc ném đá vô trong nhà gây một cái sự đe dọa về an ninh rất là lớn, một cái áp lực rất lớn đối với gia đình của Huỳnh Trọng Hiếu. Nhất là điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đứa con nhỏ 15 tháng tuổi của Huỳnh Trọng Hiếu, bởi vì bé còn rất nhỏ mà những tiếng đập cửa và những cái việc ném đá hay ném nước bẩn vô nhà nó gây ra những cú sốc rất mạnh cho một đứa trẻ con như vậy. Và thông qua cái cơ quan truyền thông này, Huỳnh Trọng Hiếu xin chia sẻ cùng tất cả mọi người và lên án những cái hành vi rất là bẩn thỉu của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện với Huỳnh Trọng Hiếu, Từ Nắng xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại với những câu chuyện liên quan đến sự đàn áp khốc liệt của an ninh Cộng sản Việt Nam đối với gia đình Huỳnh Trọng Hiếu hiện tại tại Sài Gòn. Dạ, xin mời. Việt Nam đã phải vào tù khi anh cất cao tiếng gọi người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Và bây giờ chúng ta tiếp lời Việt Nam, tiếp nối bước chân những người đã đổi lấy tự do cá nhân của chính mình để tranh đấu cho tự do chung của dân tộc. Hãy làm ngọn gió đổi thay. Thân trong gia đình hãy bắt đầu bằng hành động nhỏ nhất, ký tên vào lá thư vận động đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại địa chỉ trên màn ảnh hay vào trang mạng của sptn.tv. Ủy ban vận động chính trị về nhân quyền cho Việt Nam, Human Rights for Vietnam Park, là để tiếp nối cho sự thành công của tỉnh nguyện thư. Hãy cùng nhau trực tiếp vận động chính giới Hoa Kỳ thực thi nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại về nhân quyền cho Việt Nam. Xin hãy ủng hộ cho Human Rights for Vietnam Park.